Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một cái nền. Đây là khu vực chợ Trường Long. Thì cái nền diện tích bề ngang 6 x 21.5, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì cặp với chợ Trường Long này ha, thì đây là chợ Trường Long giáp chiều. Thì cách huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ thì cách huyện Phong Điền thì khoảng 4 km là tới huyện Phong Điền. Thì cái nền này là trong gần khu chợ, thì tại từ vị trí chợ Trường Long hướng Phong Điền mình chạy vô cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cái vị trí nền luôn ha. Thì đây là cái chợ Trường Long, thì ra từ vị trí chợ này chạy vô tới vị trí nền khoảng 150m. Ở đây thì bách hóa xanh đồ đầy đủ hết trơn. Bệnh viện, trạm xá, trường học, trường cấp 1, trường mẫu giáo, đồ sát đây hết trơn ha. Trường cấp 2 thì xích lại đẳng chút xíu. Thì quẹo vô cái đường này, quẹo đường này thì chạy vô khoảng chút xíu là tới vị trí nền. Một cái nền thổ cư rất đẹp, vuông vức, mà giá dao động chỉ có 750 triệu là sở hữu ngay. Giá hồi cũ là tới 1.2 tỷ lận, nhưng mà giá mới chủ giảm sâu xuống để có nhu cầu xài tiền, thành ra giảm sâu xuống còn 750 triệu sở hữu ngay. Một cái nền diện tích bề ngang 6, chiều dài 21.5 thì 129m, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Thì cái này là có căn nhà nát trên đất luôn, căn nhà này còn sử dụng được. Thì là đây là con đường phía trước đất. Đây, tới đây là tới cái vị trí nền này ha. Nền có miếng đất. Thì nền này đang quay về hướng đông nam. Từ cái mí cái cột này nó sẽ qua bên này là 6m, dư ra 1m. Ở bên đó là cái đường lối đi vô vườn của người ta. Cái nhà này là cái nhà nát, thì chủ có nhu cầu bán. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế cái nền có căn nhà. Thì cái này 6 dài 21 thì lộ giới trước là đất là lộ giới 4m, là mỗi bên là 1,5m nha. Thì từ mí đường này vô đây là 1,5m, còn từ mí bên dách lên đây đi quanh đây là 6m, chạy dài ra phía sau này, đi dài ra phía sau cho quý cô chú anh chị em mình xem luôn. Cái nhà này nó hơi cũ kỹ nhưng mà vẫn còn xài được nha. Đó. Nền thì bằng phẳng, giấy hồng, pháp lý là sổ hồng thổ cư. Đó, ra tới phía đằng sau đó ha, tới bức tường này, ganh gốc là rất là rõ ràng, tới cái mấy cái cây này ha. Giá chỉ có 750 triệu sở hữu ngay. Thì miếng đất này nó hai mặt tiền, trên giấy là hai mặt tiền nha. Ở phía sau này nó sẽ có một cái đường đi ở phía sau này 4m nữa. Đó, là đi lối đi phía sau này. Còn phía trước mình là cũng là một cái đường đi. Phía trước thì đường đi 4m, có lề mỗi bên là 1,5m. Cách chợ thì chỉ tầm 150m. Cách trường mẫu giáo với trạm xá đồ này kia thì khoảng chừng 100m. Cách trường cấp 1, cấp 2 khoảng chừng 500m. Chợ thì 150m. Quay về hướng này thì hướng đông nam, hướng ánh nắng sáng mát mẻ luôn. Đường thì đi thông thoáng, đi vòng lại dài nắng ha. Thì có đi sát bên đây có cái ngã ba rẽ ra nữa. Giá chỉ có 750 triệu sở hữu ngay. Một cái nền thổ cư rất đẹp.
Nếu cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế ha. Số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi gửi thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì nói chung chủ giảm sâu để bán có công chuyện xài tiền, anh ra chủ giảm sâu xuống để bán nhanh lẹ. Chứ vòng vòng đây hỏi thăm thì cái nền khoảng 1 tỷ mốt tỷ 2 không à, chứ không có giá thấp như cái nền này nha. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0396400040 dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi gửi thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. 750 triệu sở hữu ngay một cái nền năm 21 giấy hồng thổ cư, nền thì rất là vuông vức, có căn nhà nát luôn đó, hay là cái căn nhà nát ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video sau, xin cảm ơn rất nhiều quý cô chú anh chị em đã xem.